Xin chào mừng tất cả các quan khách ngày hôm nay lòng ưu ái dành cái tình thương đến đây để cùng tham dự thánh lễ hôn phối và thêm lời cầu nguyện cho cô dâu chú rể mãi mãi hạnh phúc. Lạy Chúa, Chúa dùng bí tích cao trọng thánh hóa tình nghĩa vợ chồng để hôn nhân tượng trưng cho sự kết hiệp nhiệm màu giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Bảo Huy và Phương Hà thân mến, hai con đến nhà thờ để tình yêu của chúng con được Thiên Chúa đóng ấn trước mặt đại diện Hội Thánh cũng như toàn thể cộng đồng dân Thánh Chúa đây. Thật vậy, Chúa Kitô đã rộng rãi chúc phúc cho tình yêu này và Chúa dùng bí tích đặc biệt mà làm cho mối tình chúng con được luôn cao đẹp và vững bền. Khi chọn đời sống hôn nhân, hai con có sẵn sàng yêu thương và kính trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Pedro của bà Huy nhận em Maria mang Phương Hà làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em. Khi bình thường cũng như lúc tan nát, khi bề ngoài cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Vâng, kính thưa quý bà và anh chị em, giờ đây kể từ phút này cháu Phương Hà Bảo Huy chính thức thành vợ thành chồng trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho hai cháu. Ready?
need, nothing to do.